Xin chào cả nhà. Đây là cái hoa ta ly nở, nở sớm. Và cái có cái đôi cánh màu hồng, cánh rất là căng. Không cần phải bẻ biết gì hết, nó căng vun vút vậy đó. Nhìn quá đã luôn. Đôi mắt nó hơi đá qua màu đỏ. Cái này là quay bằng máy và cũng không có chỉnh màu nha quý vị. Màu như thế nào thì là để như thế đó đó. Bắt sai nét rồi. Đây tổng thể chậu. Cái thân cái này thì cắt rồi. Đây là cái thước. Cái thước này dài 20 cm và để trong cái chậu đó. Cái thân mà cắt này nó nằm tầm cỡ 40 cm, 40-50 cm á. Cắt ngay chỗ này rồi.